những cái cây ván này, cây sao mộc này là ông cưa về để mà trước đấy. Cái này là chuẩn bị làm quán tài đấy các bác. Ôi chú, chó. Mày còn chạy nhanh quá ạ. Có bác nào tặng chú lần nào chưa? Chưa đúng không? Và cái này thì tép này thì là chú một là chú có thể nấu canh rau cải này, chú nấu canh rau cải không chú cho một tí này. Còn hai thì chú là lấy rang lên. À, cháu thì cảm giác như là lưu luyến các bác ạ. À, bấm cái cam nó ra. À, cảm giác như là lưu luyến cái những cái giây phút mà hai ông cháu là gặp với nhau. Ông cũng không. Cháu được xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, cũng khá là lâu rồi cháu Lực chưa có vào thăm hoàn cảnh của ông Dung là sống neo đơn. Thì hôm nay thì cháu Lực cũng có nhận được thêm một phần quà là của cô Nguyệt có gửi cho cháu Lực là mắm tép khô các bác ạ. Có gửi cho Lực là tép khô và cho Lực cũng đã chia ra rồi. Có những hoàn cảnh thì là cho Lực cho là 5 nửa cân các bác. Còn có những hoàn cảnh thì là 1 cân. Hoàn cảnh nào mà đông người thì cho Lực là cho là nhiều hơn. Và hoàn cảnh của ông Dung thì nếu như các bác có theo dõi được là độ tầm là 4-5 tháng về trước ấy, thì cho Lực cũng có vào chia sẻ một hoàn cảnh của ông Dung là sống neo đơn đúng không bác. Vợ thì là hình như là bỏ đi rồi, còn hai vợ chồng thì ở với nhau là không có được con. Thì thời gian đó thì cháu Lực xuống chia sẻ đấy thì cũng nhận được là rất là nhiều những cái sự quan tâm và tình yêu thương của các bác. Và trong đó thì đặc biệt là sự quan tâm của chị Trần Đỗ Giáng My giúp đỡ cho ông rất là nhiều. Và hôm nay thì cháu Lực có quay trở lại và thăm hoàn cảnh của ông Dung. Đấy, trên cái quãng đường mà cháu Lực đi xuống thì các bác nhìn thấy đây, đây có một cái vài cái thửa ruộng là bị đổ rất là nhiều các bác này. Ở đây thì có vẻ như là có không biết là đổ từ bao giờ, nhưng mà nhìn thấy cái số lượng mà đổ như thế này thì là một cái trận gió mà phải nói là khá là lớn đúng các bác. Đâu đó là tầm độ là 3 thửa. Thửa mà cháu Lực đang chỉ tay này là thửa mà đổ là nhiều nhất các bác. Đấy, hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì có cầm là 2 cân các bác ạ. 1 cân thì dành tặng cho ông Dùng. Còn 1 cân thì là dành tặng cho là người em của ông. Đấy, còn người em của ông thì cũng là một cái hộ gia đình mà thuộc dạng là hộ nghèo trong thôn. Và đặc biệt thì có một câu chuyện là chú là còn lấy 2 vợ nữa các bác. Hình như là vợ cả là không có được con, cho nên là lấy thêm là một người vợ. Người vợ thứ hai thì là bị phía trước mặt của cô bác thì là có hai cái ngôi nhà mà sát cạnh nhau. Cái ngôi nhà mà lập bằng cái mái tôn xanh này là ngôi nhà của ông Dung. Còn là cái ngôi nhà mà lập bằng cái pro mà hiện tại thì đang chuyển vào là màu đen ấy là ngôi nhà của em ông Dung, là chú Lương của bác. Này thì không biết thì xuống thì có gặp ông Dùng ở nhà không cô bác ạ. Nhìn thấy từ xa thì thấy là ông ở thì cũng lấy củi khá là nhiều để chất hết là xung quanh dưới gầm sàn của nhà ông ấy. Có vẻ như là chú Lương thì đang lấy củi ở dưới kia cô bác. Xuống tới nhà chú Lương này thì cháu Lực rất là sợ là chó của bác. Trước là cháu Lực có xuống đây bị chó của nhà chú Lương là cắn một lần. Chú ấy thì đang lấy củi ở cái bụi tre ở dưới kia các bác. Và cháu Lực sẽ đi vào nhà của ông Dùng trước. Ở đây thì cũng ao này là không phải là ao của nhà ông Dùng đâu các bác. Ao của nhà chú Lương ấy. Đấy là bên trong thì cũng có nuôi cá nhưng không biết là cái lượng là cá thì có nhiều không. Cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là như ông Dùng là để mà tắm rửa. Ở đây thì các bác thì giặt áo đấy. Còn nước để mà uống thì ông lại đi ra tận phía bên kia để mà xách về là uống.
này thì thấy là cũng có một cái nguồn nước mà dò từ trên này xuống này. Ở đây thì chỗ này thì mới là nguồn nước bị dò từ trong búi tre này, còn ra phía bên kia thì là hình như là có một cái mương như thế này chảy ra đấy không á. Ngôi nhà của ông Dùng thì phải nói là một ngôi nhà mà đã được thấy là cái những cái cột gỗ này của bác này bị xuống cấp rất là nhiều rồi. Cái cột nào cột đấy thì cũng bị mọt. Nhà này thì dưới phần sàn nhà rất là thấp của bác ạ. Dưới phần sàn nhà đấy chắc là trước là ông làm được các bác, thì cũng không có tính là nuôi trâu cả. Tại vì là nếu mà nuôi trâu thì ông sẽ làm cao hơn. Thì những cái cột là giật mình của bác ạ, tưởng là con rắn. Và một con ếch nhảy từ bụi cỏ ra đây. Có những cái cột thì các bác nhìn thấy đây, bị mọt rất là nhiều. Hầu như là cột nào cột nấy thì đều là bị mọt cả. Ra phía góc bên dưới kia thì ở góc bên dưới kia là hình như là mưa nó không hắt được vào, thời gian là không có bị mọt thôi. Có những cái chỗ mà cái lan cái thanh mà sang ngang này của bác này đã bị gáy rồi, thì ra là ông là hình như là lấy đinh để mà đóng lại thôi. Như cái nhà này chắc là đợi tầm độ cho lực cho kịch kim nó là chỉ dám ở đến tầm độ 5 năm thôi, còn là 5 năm sau thì chắc là không dám ở đâu bác. Ông thì năm nay cũng được 70-80 tuổi rồi, cho nên là thì mà bây giờ ông làm nhà mới thì chắc chắn là ông sẽ không có làm nữa. Và để mà nói là kinh phí làm nhà thì chắc chắn là không có tiền để mà làm nữa. Một mình thì chỉ lo được cái bản thân của mình thôi. Ở dưới nhà của ông thì không, hình như là không có nuôi một con thêm một con gì cả. Có một chút dựng ruộng nương thôi. Rồi ra phía bên này thì các bác nhìn thấy đây, bị cái con gì mà ăn hết cả cái phần gỗ này đâu đó rồi. Còn về cái phần tôn này thì là trước được chị Trần Tố Giáng My là chị có gửi tiền cho chó Lực, và chó Lực là mua để mà lập lại cho ông. Đấy, thứ nhất thì chó Lực là trước thì cũng nói với chị là không có sửa lại cả ngôi nhà cả, tại vì là sửa lại cả ngôi nhà thì quay lại cả ngôi nhà thì nó lại một cái số tiền mà nó cũng khá là lớn. Và như bây giờ để mà sửa cho ông thì ông cũng chỉ ở được tầm độ là 5 năm hay là 10 năm nữa thôi cô bác. Đấy là chó Lực là nói gọi là như nói nước trước một chút. Ra phía phần mái hiên bên kia thì các bác nhìn thấy là có những chỗ thì đã bị gãy hết rồi. Đấy, nhà mà phải nói là lập làm bằng cái cây tre thôi cô bác. Cây tre thôi chứ không phải là cái cây bằng gỗ đâu. Và phía bên này là phía là gọi là đằng sau nhà của ông ấy. Còn là cái chỗ này này cô bác này, chỗ này là cái chỗ mà buồng ngủ của ông. Trước kia thì là buồng của ông thì là nó rất là rột cô bác. Thành ra là giúp cho ông là sửa lại cái phần là buồng ngủ để cho cái giấc ngủ của ông là được yên tâm hơn. Chỗ này thì không biết là có phải là ông cuốc lên để mà trồng không cô bác. Ở đây thì cái này thì lá này thì dưới là có củ đỏ đỏ bác ạ. Dưới này là có củ đỏ đỏ như cái củ này này các bác. Đấy. Củ này thì là người ta hay nấu với lại là canh xương của bác. Nó giúp hình như là cái củ này là ăn là giúp là bổ máu này. Đấy. Lên phía trên này thì cho được nhìn thấy là hai cây ổi. Rất là sai quả của bác này. Ui, cây này còn sai nhiều hơn. Mùa này mà đi xuống thôn ấy thì phải gặp những cái chỗ nào mà người ta mà trồng có ổi nhiều người ta không chặt đi ấy, là rất là nhiều ổi này. Thì là thời xưa là cũng không phải trồng đâu các bác, ổi này nó tự mọc mà dại lên thôi. Đấy, nhưng mà khi mà thấy quả nó ăn ngon đấy thì người ta không chặt đi, người ta để lại là ăn. Như là chỗ này là cây này là chưa có ai ăn thì sao ấy. Thì các bác nhìn thấy từ xa thì thấy là ngôi nhà của ông Dùng của bác này. Những cái chỗ nào mà tấm pro là còn mới đấy, là chó Lực là vừa mới mua lên thôi các bác. Sau đó tầm độ gần năm thôi. Tại bên trên cái phần tấm kia này không biết là bị làm sao mà có cái con mọt nó ăn gối sao các bác. Thấy là có cái vụn như kiểu mùn cưa ấy, mùn cưa thế vào.
ông điều này là chắc là không ở nhà thôi, tại vì là cháu Đức ở đây là nói chuyện là khá là lâu rồi nhưng mà chưa thấy là ông ra ngoài cả. Những cột này thì là làm sao mà còn, nếu mà gỡ ra thì làm sao mà còn dùng được nữa này, mọt hết rồi. Đây chỉ là ở những cái chỗ nào mà thấy cho cô bác nhá, những cái sàn nhà dưới cái sầm dưới cái sàn nhà này là các bác nhìn thấy là cái chỗ này là chỗ bếp của ông ấy, chỗ này thì có vẻ như là bị sắp bị sạt rồi cô bác này. Những cái cây tre làm ván này là mục hết, xong mà đi ra lấy cái cây tre về để mà chống. Chỗ này là ông gọi là trên đấy là ông thường xuyên là dùng đến và đi lại là nhiều. Đây, cầu thang lên nhà thì một cái cầu thang mà làm bằng tre rất là nhỏ, có vẻ như là ông là không ở nhà đâu các bác, không thấy là ông không thấy là cửa của ông mở. Bên trên này thì cũng có một cái bóng đèn năng lượng mặt trời này. Về nhà ông thì có hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời các bác nhé. Ui vậy ở đây thì các bác nhìn thấy là có vài cái tấm gỗ ở đây này các bác này. Không biết là cháu Lực chưa nói thì các bác có hiểu không? Đấy thì cháu Lực sẽ xin được phép là nói một chút các bác nhé. Những cái cây ván này, cây sa mộc này là ông cưa về để mà trước đấy. Cái này là chuẩn bị làm quan tài đấy các bác. Nghe câu là chuẩn bị làm quan tài thì chắc là một số cô bác thì sẽ thắc mắc tại sao là người lại còn sống mà đã làm quan tài rồi. Đấy là một cái phong tục cô bác ạ. Khi mà mình sắp đến tuổi mà gần đất xa trời đấy thì mình sẽ chuẩn bị là trước ấy. Đấy, có những cái nhà thì người ta làm là trước rồi, người ta làm trước rồi. Cái này là thấp quá của bác ạ, thành ra là cháu Lực đi là may là còn đội mũ cối, nhưng không là vừa rồi là bị cộc đầu rồi. Ông thì không ở thì cháu Lực sẽ di chuyển là đi xuống nhà của chú Lương trước. Đi xuống thì các bác gặp là một cái cây này, cây này đỏ cực này các bác này, lá nó đỏ đỏ tím tím thì không biết là loại cây gì đấy. Ôi chú Lương này, chó của chú có ở không? Chó của chú có ở không? Không ở đúng không? Thế thì cháu chú bị chó cắn một lần thành ra là ám ảnh rất là sợ. Men theo những cái thửa ngô nhỏ nhỏ này. Đây thì có vẻ như là nhà chú là cũng có mấy gạt sông rồi các bác này. Ồ, chú là đang lấy củi à chú? Vâng. Nay chú một mình chú ở nhà thôi à? Vâng, một mình chú ở nhà. Vâng. Chó đang trong trong sưởi. Đây chụp đeo chú. Con chó kia chú nhỉ? Vâng. Chó lên trước cắn cháu một lần đấy. Hôm nay ông dùng đi đâu rồi chú? Đi xá hồ bảo ở tầng cò. Thế là. Thế là ông dùng là đi xá nhận quà. Vâng. Ông chắc đi bộ đi thôi nhỉ ông nhỉ? Chú nhỉ? Vâng, đi bộ. Vâng. Thế vợ chú đi đâu hết rồi? Đi nhặt hạt trầu ấy. Thế là vợ chú là đi nhặt hạt trầu hết à? Vâng. Cả hai vợ à? Vâng. Vâng. Chú Lương thì là có hai vợ cô bác ạ. Một người đàn ông mà phải nói là rất là bản lĩnh ở trong ở trong làng. Chú đã lấy củi xong chưa? Chú. Nếu mà chú lấy cái cây kia xuống thì chú cứ lấy đi, xong mà để vào chú cứ lấy xong đấy. Chú Lương thì là một người đàn ông mà ở trong làng này các bác này, một người lấy hai vợ, sống trong một cái ngôi nhà rất là nhỏ nhưng mà bên trong thì lúc nào cũng đầy đủ sự tình yêu thương. Còn là lý do mà tại sao lấy hai vợ thì để một tí nữa cháu Đức sẽ hỏi chú sau các bác nhé. Nếu như các bác có theo dõi được ở bên kênh chị Quyền Yển thì các bác cũng đã biết được rằng là cái lý do tại sao anh chú lại lấy hai vợ. Vừa rồi là chú là trèo lên trên cây này chú chặt à? Vâng. Kéo được không chú? Được rồi. Sắp tuột rồi. Cuộc sống hàng ngày của
một người đàn ông mà lấy hai vợ đúng không? Vợ thì bảo là đi nhặt hạt trầu. Hết rồi, là không ai ở nhà rồi. Mùa này thì là mùa cây còn đang quả những quả hạt trầu này, các bác này rơi xuống ra là đi nhặt. Chú ơi, một mình có được không? Không để cháu hộ một tay. Được rồi. Được rồi đúng không? Sắp được rồi. Vâng. Nó còn mắc nó mắc cái cành nhỏ nhỏ kia. Vợ chú là cả hai người vợ là đi hết à chú? Vâng. Bây giờ chỉ một mình chú ở nhà. Vâng. Con chú đi học rồi đúng không? À, con đi làm thi rồi. Ồ, đi làm thi hết rồi à? Thế là bây giờ ở nhà là có mới làm chú với lại là hai vợ ở chú ở nhà thôi nhỉ? Vâng. Nó sắp xuống rồi chú ạ. Chú kéo ra hẳn góc bên kia kìa thì nó mới rộng được. Những cái anh củi này chú lấy đi nấu cơm hay là đem đi bán? À, cái củi đấy thì lấy đun thôi. À, lấy đun có nghĩa là để lấy nấu cơm, nấu nước thì này kia đúng không? Vâng. Thế là không nên bán rồi. Vâng. Thế mọi lần nếu mà chú lấy củi đi bán thì chú lấy chú đi tận đâu để lấy? À, rừng kia đấy. Trên kia đấy. À, là chú đi tận rừng trên kia à? Vâng. Trên kia là rừng của nhà chú đấy à? Vâng. Thế là chắc là vợ chú thì hai vợ chú thì chắc là cũng lên trên để nhặt hạt trầu nhỉ? Vâng. Lên trên này. Vâng. Thấy là trên kia là trồng rất là nhiều những cái cây trầu này các bác này, trên kia. Nay thì lại ra thì không có bắt gặp là hai cô ở cái nhà rồi. Đấy, được rồi chú ạ. Ông Dùng thì không có điện thoại các bác, thành ra là không biết là mấy giờ là ông mới về đây, thì sợ rằng là ông nhận quà xong là còn tặt té đi vào anh em họ hàng gì đấy, hàng xóm gì đấy, như là bạn bè của ông ấy. Này là vác cả cây đi về luôn hay là chặt ra nhỏ ra chú? Thế nhà chú là đợt này là tuốt hết xong lúa chưa? Thu hoạch chưa, hết chưa? Chứ đây là trong đây thì cấy trước thì nó lên còn một phần thì chưa gặt. Vâng. Thế chỗ này thì nhà chú gặt được bao nhiêu bao rồi? Được có chắc là 5-6 bao ấy. À. Chú tìm dao à? Vâng. Cho đây dao chú để kia kìa. Đây. Chú để dao bên kia. Thế vợ chú là đi nhặt hạt trầu là đi lâu rồi chứ? À, đi lâu rồi. Chắc sắp về rồi. À. Ôi, cháu thấy là bên kia là có nhiều cái vỏ hạt trầu quá là thời gian này là nhặt được hả chú? Vâng. Thế đây là chỉ có hai vợ chú đi nhặt thôi chứ hay là có cả chú đi nữa? À, chú đi đâu? Vâng. Để đi nhặt. Vâng. Nhưng mà năm nay cũng thấy ai về tìm mua à? Mua ấy. Nữa, năm nay thì mình phải lên đây trên xã để mua hay sao ấy chú nhỉ? Nhưng lúc nào mà đi lấy củi đến thì là cả chú với lại hai vợ là cùng đi. Thời gian vừa qua thì ở bên anh chị Quyền Yển bên chia sẻ đấy các bác, thì thấy là chú Lương cũng nhận được là khá là nhiều những cái phần quà của các bác là Mạnh Thường Quân là gửi cho.
Còn về nói với canh của chủ lực thì giúp đỡ được cho gia đình của chú Lương là một cái bóng đèn năng lượng mặt trời từ chị Giáng My là dành tặng. Khu lắm rồi. Vâng. Cái này thì chú chặt trước à hay là nó bị gáy thôi? Nó từ nguyên khô thôi. Vâng. Không nên dù làm gì đó. Vâng. Chỉ có là làm quỷ hay đun. Đun ở trong gia đình thôi nhỉ. Chứ còn đem đi bán thì người ta, nếu mà người ta lấy thì người ta gọi là thương người ta lấy thôi. Vâng. Củi này thì nó cháy rất là bén nhưng mà nó lại không được lau. Vâng. Này là mọi khi ông dùng mà đi lên xá thì độ tầm mấy giờ thì ông mới về à chú? Có lúc thì đi còn 2 giờ. Vâng. Nhưng mà sáng nay đi từ sớm rồi. Vâng. Chắc là nó buổi chiều nó mới phát quà đúng không? Mới phát quà cho. Cái này để mà trèo lên trên cây cao kìa mà chặt thì cũng lấy khó đấy chú nhở. Vì là ở gốc nó là có rất là nhiều gai cái cây tre đấy. Chú thì cũng là hàng xóm của nhà hai anh em mà Hưng Thuận của bác ạ. Nhà hai anh em mà Hưng Thuận là ở phía bên dưới cái chuối, cái chuối chuối như kia bác, qua cái bụi tre đi xuống dưới một đoạn, cách nhau độ tầm là gần 600-700 mét gì đấy. Cái nhà chú là bây giờ còn ruộng ở tận đâu nữa? Ở tận dưới. À. Ở tận là dưới kia đấy hả chú? Vâng, tận dưới kia. Dưới kia thì được nhiều hơn đấy chú, dưới kia. Vâng, dưới kia thì được nhiều hơn. Vâng. Thời tiết bây giờ thì chuyển bị thời tiết là giao mùa đấy các bác, chuẩn bị sang mùa thu đây là bắt đầu là xe lạnh một chút rồi. Mày nhớ đến mùa đông thì những công việc mà đặc biệt là chân tay này các bác này là làm đi làm rất là buốt. Cái này là lúa gì đây chú này? Có phải lúa nếp không? Đây là lúa lúa lai đấy. À, lúa lai à chú? Vâng. Đây là vừa đi là phải vừa để ý chó của chú đấy. Cái sạp chú dùng để phơi thóc này của bác này cũng rất là nhỏ này. Sạp này chắc là cũng sắp chuẩn bị làm lại được đấy chú nhờ. Mua hết được. Vâng. Đây, nhà cửa thì cũng hoàn toàn là làm bằng tre là nhiều đúng không á? Bên nhà uống nước cháu. Vâng chú ạ. Chó của chú này để thôi à? Vâng. Chó này bé bé tí mà sủa ghê đấy chú nhờ. Vâng. Và nhà chú thì vẫn còn là cái chày cái cối này. Cái này thì là
chú là dùng để giá gạo. Ôi chú con chó, chó chú. Mày còn chạy nhanh quá ạ. Nhưng mà mày còn chạy nhanh nha chú ạ. Ôi đây nhiều đấy chú đấy. Hạt chẩu rất là nhiều đều con mang này. Này là phơi khô xong mới bán đấy chú nhỉ. Này thì là mấy cái này là phía bên này là chưa bóc vỏ cô bác ạ. Buồng bên này là vợ cái là vợ hai chú ngủ ấy. Đây vợ cả ngủ. Đây là vợ cả ngủ à? Vâng. Đây vợ cả là ngủ ở bên này, còn là chú thì ngủ ở giữa. Còn là vợ thứ hai thì là ngủ ở ra phía buồng ở bên kia cô bác. Nhà chú thì vào trong nhà thì đồ đạc của chú là để rất là gọn gàng cô bác. Ồ, đây là thóc của nhà chú đấy à? Vâng. Thấy con chú thì ngủ ở phía bên này nhưng mà hiện tại thì đi làm rồi cô bác, thành ra là đồ đạc đấy là dùng ni lông này để mà che lại hết. Thế con chú là ngủ có một miếng điện này thôi à chú? Vâng. Có một tấm chiếu là thêm là một miếng điện thôi. Miếng điện này thì là chắc là tách của chú ra. Thấy là giường của chú thì có miếng điện, có hai cái miếng thôi. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời chú còn dùng được không? Được hết, sáng tốt được. Sáng tốt vâng. Vẫn dùng được luôn chú. Vâng. Cảm ơn chú chỉ mua cho. Vâng. Của nhà ông dùng kia thì có cái nào bị không, cái nào bị làm sao không chú? Không bị làm sao. Thế là vẫn dùng tốt đúng không? Vâng. Vâng. Hôm nay đi vào thì cháu có nhận được là một cái phần quà là của chị cô Nguyệt. Đấy thì cho ông dùng là một túi, cho nhà chú là một túi. Vâng. Vâng, đây chú cầm của cháu. Tí chú gửi cho ông dùng của cháu với nhá. Vâng. Vâng. Đấy. Được, cảm ơn chương trình chú. Vâng, đây. Túi này thì một tí nữa chú cầm hộ cháu là cho ông dùng nhá. Vâng. Đấy. Đây là mắm tép là không biết là chú đã biết là chú đã biết cách nấu chưa? Con biết rồi. À biết rồi đúng không? Vâng. Trước là có bác nào tặng chú lần nào chưa? Chưa đúng không? Và cái này thì tép này thì là chú một là chú có thể nấu canh rau cải này, chú nấu canh rau cải xong chú cho một tí này. Còn hai thì chú là lấy rang lên. Rang lên xong là chú để ăn. Đấy. Vâng. Cứ cho dầu cho vào xong là rang lên là được chú. Vâng. Được, cảm ơn chú chị giúp đỡ. Chú rất là vui. Dạ. Đây có vẻ như là thấy là vợ của chú đã về rồi nhỉ. Đây. Không phải. Không phải đâu à. Thật là vợ của chú đã về rồi. Thế là chắc là cô hàng xóm ấy nhỉ. Vâng. Bên này thì cũng thấy là nhà chú là hở cái mách này rất là nhiều cô bác này. Hiện tại thì nó đang bị là hơi ngược sáng cô bác, thành ra là nhìn nó rất là khó. Hầu như là chỗ nào chỗ đấy là cũng chưa được lập là sắt đến tận là mép trên này đâu các bác. Cách đâu đó tầm độ 50 phân nữa. Những cái ngôi nhà như này thì sâu. Mấy nữa đến mùa đông là phải nói là rất là lạnh của bác ngôi nhà này ấy. Trên này là chú bàn thờ chú đó bác. Còn là còn những cái chữ đây thì không biết là có thể là đây là chữ nhôm của bác ạ. Chữ nhôm, chữ nho từ thời xưa rồi. Nhìn rất là giống tiếng ở Trung Quốc nhưng mà nó thuộc dạng là chữ nho. Nhà chú thì họ gì chú nhỉ? Cáo Thiên ạ. Chú là họ Cáo à? Vâng, Cáo Thiên. Vâng. Đây đi xuống lại không có gặp là ông Dùng đúng không bác? Vì ông Dùng thì đợt này là có cuộc sống là có ổn không chú? Có bị làm sao không? Ốm đau gì không? Được, cảm ơn chương trình là không bị sao. Vâng. Là cuộc sống của ông là vẫn ổn đấy.
Thế còn ruộng nương của ông là cho chú làm hết rồi à? Vâng. Ông thì không có trâu nhỉ, thành ra là cũng không có làm được. Thế nhưng mà những lúc làm việc như này thì là chú vẫn cùng ông, à ông vẫn cùng chú để làm chứ? Vâng. À. Nhưng mà ông thì không làm được thì cũng là chú giúp nó làm. Vâng. À. Vâng, cho xin nhé. Đấy, cá cô của chú là ở nhà là chỉ đi lấy hạt trầu là nhiều đúng không bác? Đấy, bên kia thì chắc là đâu đó tầm là 10 cân một chút. Đấy, mùa đông thì cả nhà là quay quần là bên cái bếp củi này của bác này thì mới ấm được, chưa đến mùa đông ấy thì phải sưởi ấm thôi. Thời gian này mất điện lâu rồi. Mất được 2 tuần. Mất được 2 tuần rồi đúng không? 2 tuần. Thế là nó bị sét đánh ấy. Vâng. À. Thế là nhà chú là có điện ra bây giờ ấy? Vâng. Ờ, bây giờ có. Là thế là hôm qua mới. Tối hôm qua mới có. Vâng. Đây cái mình bóng mà một điện mình. Thế là cái khoảng thời gian vừa rồi mà mất điện thì hầu như sử dụng cái bóng đèn bên kia là nhiều chú nhỉ? Vâng. May là các cháu chương trình đã giúp cái điện năng lượng mặt trời. Thời gian thì dùng cái đấy. Đây, cuộc sống của nhà chú thì cũng rất là đặc biệt cô bác ạ. Và để mà giàu có thì cũng không giàu, đủ ăn đủ sống. Và một người đàn ông mà ở trong thôn lấy được tới tận là 2 người vợ của bác. Vợ cả thì ngủ ở bên phải, còn vợ hai thì ngủ ở bên trái. Ông Dùng thì nay thì đi xuống thì đi nhận quà đâu các bác, thành ra là không có gặp ông Dùng. Thì cái video này các bác này, thì cháu Đức cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Và xin một lần nữa thì xin cảm ơn tới phần quà của cô Nguyệt. Ở trên đoạn đường đang đi về thì bắt gặp là ông Dung là từ xá về rồi các bác. Giờ thì hỏi ông xem là hôm nay là ông có nhận được quà không. Vẫn đây dê béo qua đây quà đây dê. Đấy. Đây ra. Chúng ta đây dê. Chúng ta đây. Ờ. Đỡ có lấy đi lọc phải không? Thế là có người chở đi cho ông rồi các bác. Từ đoạn này đi nhà ông thì cũng khá là xa. Cho lực xế đưa ông là đi về của bác ạ. Bạn ấy lán tòng dê tôi bày ó. Bạn lán bị lắng dê mà đi dê của chủ dân. Bạn lán bị lắng ảo lương đấy. Hơi ảo lương thòng tí tép hơi dê thòng tí tép không? Tôi văn này cá trắng khỏe chứ mấy dê. Ba bài trắng thế là. Thế là vừa hỏi ông là thời gian này ông có khỏe không? Thì ông bảo nói là vẫn còn là rất là khỏe của bác. Chín không bao giờ với tôi mà không nhau. Ông bảo là sắp tới thì làm cơm mới cô bác. Thì bảo cháu Lực là đi xuống nhà của ông. Bảo là cũng khá lâu rồi cháu Lực chưa có đi vào nhà ông. Thế bây giờ thì cháu Lực sẽ đưa ông đi về đó. Lát bắt xếp của nó. Vậy mà xe. Đây đi xuống nhà ông thì đâu đó tầm độ là 10 cây số các bác ạ. Ông đi bộ thì cũng khá là xa. Đưa ông đi một đoạn. Đi dê tay tím tay ta khấn chứ mà. Đi dê tay tím tay tím tay ta khấn chứ mà. Dê của ta khấn là xe khấn luôn đấy. Ta lắm lấy đập xe lắm. Thế là buổi sáng mà ông có lên các bác. Thì ông có đi nhờ người ta là lên một đoạn. Đây qua đây cờ chứ? Đây chiên vào đây à? Đây khấu ta để chiên để đây vào đây chiên nó mới gì? Là hôm nay là ông đi nhận quà là được là một túi là 10 cân gạo thêm là mắm muối mì chính và được tiền là 100.000 nữa các bác ạ. Sống neo đơn thì phải nói là rất là
84 tuổi của bác ạ. À, năm nay thì ông cũng được là hơn 80 rồi. À, bây giờ thì đường đi thì gió to quá của bác, thì nó được sẽ không có ghi hình thêm nữa của bác ạ. Đang đi được một đoạn thì gió to quá của bác ạ. À, thành ra là mú của ông là có bị rơi ra ngoài. Hai ông cháu là phải dừng lại nhằn mú của ông đó. Mú này thì trước là cũng được chị Giáng My là có gửi tiền ấy, thành ra là cháu được đưa ông là để đi mua. Gió thì rất là to, các bác nhìn thấy là cây là bị gió thổi đúng đường đưa này. Mà đây bà dê, bà dê nó. Đây bây giờ thì lại tiếp tục là đưa ông mà đi về nhà đó các bác ạ. Thưa các bác, hiện tại thì cháu Lực đã đưa ông là ra gần đến nhà của ông rồi. Từ đây đi ra kia thì một đoạn thôi, thì sẽ cho ông là đi bộ. Bạn đây dê tài tín đến bài chỗ, bài các lô dài từng thành ra các bài hộp ăn. Ông thì là ít khi ngồi xe máy các bác ạ, thành ra là có hai người ngồi thôi. Ông ngồi tít cái chỏng cuối, thành ra là đi đầu xe nó rất là đảo. Cái đường này thì đường bé cho nên là cháu Lực không có đi nữa. Éo dê bị lắng ngang ảo lương, ấu thóng tí tép mà ông. Ở đây dê bài, lá cái tập bài dê em nè. Dê à? Phải nói là ông có nói với cháu Lực dặn đi dặn lại cô bác ạ, bảo là mấy đứa ăn cơm mới thì là cho cháu Lực đi xuống nhà ông vài phút ngắn ngủi gặp ông thôi, nhưng mà cảm thấy là bốn mươi cân là dê cảm thấy là cái tình cảm của ông dành cho đấy cô bác rất là nhiều. Bạn ấy dê hết bảy dê mà lắng tập bè dê lắng bè dê buồn nó dê đúng là lán cá bầu yếu lán bầu yếu lán mao bắn dê thầu bắn bạn này lán nó bầu lán của tàu ma. Ông bảo là cũng lâu lắm rồi không có gặp bà cháu Lực, thành ra là khá là nhớ, bảo là ông cháu mình cũng không có gì với nhau mà lại thời gian này thì cháu Lực bận công việc các bác, thành ra là không ra được. Dê bạn này dê hết bảy hai ông cháu thì cảm giác như là lưu luyến các bác ạ. Bốn mươi căng nó dê cảm giác như là lưu luyến cái những cái giây phút mà hai ông cháu là gặp với nhau. Ông cũng không có nỡ đi mà cháu Lực cũng không có nỡ về nữa, nhưng mà cháu Lực cũng còn phải đi làm những công việc khác, thành ra là không thể mà ở đây với ông được lâu hơn. Bấy bà dê đấy, bấy bà dê dê thả lâu đâu bà thả em tầm mà lắng rồi ra lắng cái tiền đâu đấy dê kìa. Vừa rồi có một là chú là hộ ông mà chở gạo về đấy, nhà thì cũng ở bên kia. Cái cuộc sống một mình của bác ạ, con thì cũng không có này, gần nhà thì may là con có thêm là một người em ở gần cạnh nữa. Mm-hmm.